Mến chào các bạn. Các bạn ơi, đây là một chảo cà tím chiên nước mắm nè. Món này ăn ngon lắm. Mời các bạn cùng xem video nha. Nguyên liệu để mình làm món cà tím chiên nước mắm. Thì đầu tiên ở bên này là mình có hai quả cà tím này các bạn. Hai quả cà tím này nặng khoảng 600g nè. Rồi mình có cái đầu hành trắng này mình băm nhỏ nè. Rồi hành lá mình cắt nhỏ, tỏi bằm, ớt cắt nhỏ. Còn về phần cái nước sốt á, thì ở đây là mình có tương ớt đó các bạn. Mình sử dụng cái loại muỗng này để mình đong nè. Ở bên này có một muỗng tương ớt nè. Rồi nước mắm mình cũng lấy một muỗng này, đường cũng một muỗng. Và một lát nữa mình sẽ lấy thêm hai muỗng nước lọc nữa nha, để mình làm nước sốt. Đầu tiên là mình pha nước sốt này các bạn. Mình lấy một cái chén mà có một muỗng tương ớt mình để đây ha. Rồi mình chế vô đây là hai muỗng nước lọc nha. Rồi mình cho nước mắm nè, nước mắm thì một muỗng. Rồi đường mình cho vô luôn. Mình khuấy lên đều lên ha. Mình cũng cho tỏi bằm vô và ớt cắt nhỏ. Mình đảo đều lên cho nó hòa tan ra nha. Mình có chuẩn bị ở đây là một nửa thau nước sạch các bạn. Mình cho vô đây một miếng muối nha. Khuấy cho tan ra. Rồi bây giờ mình bào vỏ của cái quả cà tím để mình ngâm vô nha. Rồi, khi mà mình bào xong rồi thì mình ngâm nó vô trong cái nước muối này các bạn. Và mình cứ tiếp tục mình bào cho nó hết cái quả cà tím này luôn nha. Sau khi mình đã bào xong vỏ rồi ấy, thì mình cắt cho nó thành những cái lát nó vừa vừa nè các bạn. Mình cắt, mình bỏ vô trong cái nước muối này mình ngâm cho nó không có bị đen nha. Và mình cứ tiếp tục mình cắt cho nó hết cái quả này luôn nha. Những cái miếng cà tím á, mình đã vớt ra khỏi cái nước muối rồi các bạn. Thì mình để cho nó ráo hết rồi nè. Rồi ở bên đây mình có bật bếp lên nè. Rồi mình bắt lên đây một cái chảo, mình cho cái lượng dầu nó vừa thôi nha. Rồi mình khi nó sôi rồi thì mình mới gắp từng miếng á, mình cho vô chiên nha. Rồi như vậy là mình cứ chiên cho nó chín đều hai mặt nha. Những cái miếng cà tím mình đã chiên nó chín đều hai mặt rồi thì mình vớt nó ra này. Những cái miếng cà tím cuối cùng này các bạn. Mình đã vớt cà tím ra hết rồi, cái lượng dầu ở trong chảo nó còn này các bạn. Mình để cho nóng lại rồi mình cho cái phần đầu hành trắng á, mình phi lên cho nó thơm nha. Khi hành nó đã thơm rồi thì mình cho cái chén nước sốt khi nãy mình trộn đó các bạn. Mình cho vô nha. Để mình nấu cho nó tan chảy hết đường ra. Mình sẽ cho những cái miếng cà tím khi nãy mình chiên nè các bạn. Mình cho vô nha. Mình dùng đũa nè các bạn để mình đảo, để cho hai mặt của cái miếng cà tím á, nó được thấm với nước sốt nha. Trong khi mình nấu lửa nhỏ thôi, cho nó lâu cạn nha các bạn. Để cho nó rút vô cái miếng cà tím nó mới ngon nha.
chảo cà tím chiên sốt nước mắm của mình nè. Cái nước nó còn có ít, nó đã sánh sánh lại rồi nè các bạn. Trước khi mà mình tắt bếp thì mình sẽ cho cái phần hành lá vô nha. Rồi, mình tắt bếp luôn ha. Thế là cuối cùng là mình đã có được một chảo cà tím chiên sốt nước mắm. Món này ăn với cơm thì ngon lắm nè các bạn. Mến chào các bạn nha.